Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng nhận mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ video vào khoảng 14 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly men lam xưa rất là đẹp. Bộ này là bộ ly trà như các chị, chén trà vẽ men lam với cái họa tiết, chúng ta thấy cái họa tiết đặc trưng của những cái dòng men lam xưa của Nhật. Cái dòng này nó giống như cái dòng mà Arita khoảng từ năm 1920 trở về trước đó các chị. Dòng này rất là đẹp nha, cốt đẹp đây chuyện. Dòng này là đáy nó có truyện hết các anh chị, truyện rất là rõ ràng. Chúng ta thấy cái cốt, cái trôn nó rất là dài nha. Họa tiết nó được vẽ tay rất là đẹp, truyện rất là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng các anh chị. Chúng ta thấy cái họa tiết bên dưới nhỏ này nó vẽ rất là chi tiết nha, cực kỳ tơ tóc. Chén này nó cao 4.5, đường kính vành ngoài là 8.5, mã sản phẩm H1 giá 120k, cái lồng nữa thì khoảng 7.5 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly đất nung, bộ ly trà đất nung, nó thuộc cái dòng Tokonem. Cái ly này rất là độc đáo các chị, bởi vì trên cái thân của nó đó, nó được khắc họa tiết hình giống như cái đốt thân cây trúc vậy. Họa tiết này chúng ta thấy từ nguyên cái ly như thế này nè, đầu tiên là nghệ nhân họ sẽ làm cái ly, sau đó thì khi mà cái cốt đất đó, nó mềm, cái phôi đất nó mềm thì nó cứng đó, bắt đầu nó cứng thì nghệ nhân mới tiến hành điêu khắc để cho cái phần này nó mất đi, tạo ra những cái điểm nhấn giống như cái thân cây trúc gì đó. Đây là cái truyện ký đó, cái này ly này bên ngoài nó rất là đẹp, cái này cái cốt đất nó giống như là kim loại, nó đanh bởi vì nó lọc hết tạp chất rồi, rất là thuần, cao 8, đường kính 5.5, mà sản phẩm H2 giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly ly rượu truyền thống của cái theo cái phong cách của samurai các chị. Hai cái ly này đặc biệt, nó thuộc cái dòng Satsuma đen. Ở đây chúng ta thấy nè, cái chuyện của Satsuma nè, cái chữ thập nó nằm trong cái vòng tròn đó các chị. Chuyện của Satsuma, Satsuma đen là cái dòng cũng khá hiếm gặp nha các anh chị. Cái ly này nó hình nón, đây là cái ly nó theo cái truyền thống của những cái chiến binh samurai. Nó hàm ý là cái danh dự và cái lòng tự trọng đó các chị. Lời thề của người samurai phải luôn được trân trọng và gìn giữ. Giống như khi chén rượu này, nó khi uống là nó luôn luôn cầm trên tay nè, không có đặt xuống. Nó cao là 3.5, đường kính 8, mà sản phẩm là H3 giá 80k trên cái. Shop có hai cái, cái dòng Satsuma đen hiếm này đó chị. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly Nerokumi, còn gọi là ly đất trộn. Cái ly này dạng ly xưa, bên ngoài nó cũ kỹ, cái khoáng ở trong trà đó các chị, nó đóng lên cái ly này, cái khoáng nó đóng lên cái ly này. Một số anh chị thì lại thích những cái ly như thế này. Chúng ta thấy cái màu đất rất là đẹp, cái chuyện này chúng ta thấy khoáng nó đóng nè, cái khoáng trong nước á, trong trà đó, nó đóng lên. Những cái này nè các anh chị muốn xử lý á, là các anh chị khi mà đồ gốm sứ á, các anh chị đừng nên sử dụng tẩy nha. Các anh chị muốn cho nó sứ mà nó bị đặc biệt là sứ đó, hay là những cái ly này nè, cái ly đất nung rồi đó, thì các anh chị về các anh chị lấy giấm á, các anh chị nấu cho nó nóng nóng lên, rồi các anh chị ngâm đồ vào thì nó sẽ tróc những cái vết mờ hoặc là vết khoáng ra thôi. Chúng ta đừng nên sử dụng tẩy, nó sẽ làm hư cái men. Ly này nó cao 8.5, đường kính 7, đường kính thân là 7.5, và sản phẩm H4 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo khá là đặc biệt các anh chị. Một cái bình tam thái xưa. Cái bình này nó thuộc cái dòng Kiyoyaki. Kiyoyaki là cái dòng gốm,
cổ nó nằm ở cố đô Kyoto, trước đây nó phục vụ cho cái cung đình của Nhật Bản đó. Cái này nó được vẽ tay nha, họa tiết nó được vẽ tay, xung quanh cái đóa hoa đào này nó được viền vàng, và ở đây chúng ta thấy đặc biệt cái lớp lưới này. Nó được vẽ rất là tinh xảo nha. Cái màu sắc bên ngoài nó trầm, nó đẹp hơn lắm các chị. Đây, màu nó trầm đẹp lắm. Ta thấy cái vết lưới này nè, cái nó được vẽ cực kỳ tinh xảo. Cái điểm đặc biệt nữa là trong cái ly này các chị, nó có thêm một cái lồng ở bên trong nữa. Ở trong này chúng ta thấy nè, ở trong này nó có thêm một cái lồng ở bên trong này nha. Cho nên xin lỗi, cái bình này nè nó rất là nặng các chị, nó đặc biệt nặng. Những cái bình này thường nó dùng nó để đựng cái trà matcha đó, để sử dụng ở trong trà đạo đấy anh. Nó là cái bình hai lớp nha, ở trong này nó có một cái lớp nữa, cho nên các anh chị cầm trên tay thấy nó nặng vô cùng, đáy có chuyện nha. Cái bình này các anh chị ở bên ngoài chúng ta mới thấy nó độc đáo, nó cao 6, đường kính miệng là 3, đường kính của nắp là 4 4.5, đường kính thân nó là 9, mà sản phẩm H5 giá 120 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa đó chị, nó tạo hình cái quả hồng. Đây là một cái dòng rất là độc đáo. Cái quả hồng này cái màu sắc nó làm giống như cái quả hồng thật vậy đó. Cái dòng này ở Nhật nó rất là đắt nè các chị, cực kỳ đắt đó. Chúng ta thấy những cái trái hồng nó làm cực kỳ sống động luôn, cái màu sắc nó giống hệt như cái quả trái hồng thật đó các chị. Phía sau là nó có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay. Cao là 3, dài là 9.5, rộng 6.5, mã sản phẩm H6 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh trầm bằng gốm rất là đẹp. Cái đỉnh này đỉnh to chứ cái gì, đỉnh này bên ngoài rất là to. Cái đỉnh trầm gốm đặc biệt là cái đỉnh này đó, nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Những cái họa tiết này nó được điêu khắc nổi 3D. Sau khi mà cái phôi gốm mà nó khô đó anh chị, thì nghệ nhân họ mới tiến hành điêu khắc lọc toàn bỏ toàn bộ cái nền dưới này nè, để cho những cái đóa hoa này nó nổi bật lên, nó nổi 3D, nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Cái này nó giống như một cái tác phẩm điêu khắc trên gốm vậy các anh chị, rất là đẹp, đòi hỏi rất là công phu nha. Ở trong cái nắp này nè anh chị, nó có cái vết mẻ nhẹ đó. Bên trong cái vành này nè, nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay chức năng, bởi vì nó nằm ở trong cái vành, rất là nặng anh chị. Đây là cái truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay cực kỳ nặng nha, cái này nó nặng khủng khiếp. Đỉnh này nó cao 12 năm, đường kính miệng là 10, vòng thân của nó 41, là sản phẩm H7 giá 950k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu gốm bizen. Cái dòng này là cái dòng bizen cát rồi các anh chị. Cái chậu này thật ra nó là cái chậu cắm hoa Ikebana, ở Nhật nó là cái chậu cắm hoa Ikebana. Ngoài ra thì một số anh chị đó khi về Việt Nam thì sử dụng nó giống như cái an đựng nước và bã trà ở trên bàn trà, hoặc là một số anh chị thì trồng bonsai, thậm chí là chúng ta thả hoa thả cá nó cũng độc đáo nữa anh chị. Cái này khi mà quá trình nung gốm đó, nghệ nhân họ sẽ vùi cái sản phẩm này ở trong cát đó, để nó nung yếm khí. Và những cái vệt màu đỏ này là các chị, là nghệ nhân sẽ dùng những cái mảnh gốm để che lại, nó tạo nên cái màu sắc rất là độc đáo. Cực kỳ nặng các chị. Rất là đẹp nha. Cực kỳ nặng, dày, nặng khủng khiếp. Nó cao là 12 năm, đường kính là 17, mã sản phẩm H8 giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa các chị. Cái bình hoa rất là đẹp, một cái bình hoa rất là đẹp. Một cái bình hoa này nó tạo hình từ một cái thân cây đó anh chị.
Nghệ nhân sử dụng một cái đoạn thân gỗ xù xì để tạo ra cái bình hoa này. Ở trong này, chỗ này là các chị được gắn một cái ống để chứa nước cắm hoa, để ngăn nước nó không có thấm vào cái gỗ, để nó bảo quản cái bình hoa tốt. Nhìn rất là ấn tượng các chị. Rất là đẹp nha. Cái này các anh chị trưng bày nó cũng đẹp nữa. Nó cao là 16, dài 12 năm, rộng 8.5, mà sản phẩm H9 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng, tượng cốc bằng gốm các anh chị. Tượng cốc bằng gốm, trong cái văn hóa của Á Đông á, thì cái tượng cốc á, hơi gọi là thiềm thừ, nó tượng trưng cho cái sự may mắn, giống như cái vật bảo quản tiền tài đó. Tượng này tượng gốm được chế tác rất là đẹp các anh chị. Tượng này nó được làm thủ công nha, tượng này tượng xưa, bên ngoài chúng ta thấy nó cũ kỹ, nó sâu tuổi lắm. Nó cao là 8.5. Tượng này là dạng tượng cỡ trung nè, có loại to hơn và có loại nhỏ hơn rất là nhiều. Cái dài là khoảng 11, cái rộng là 9, và sản phẩm H10 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố, một cái thố. Cái thố này các anh chị có thể đựng trà nè, các anh chị để trà trên bàn trà rất đẹp. Cái thố này, cái thố xe đông, nó thuộc cái dòng Awaji. Đây là cái dòng rất là hiếm sản phẩm các anh chị. Trên nắp này nó được chạm chạm nổi rất là đẹp. Này nó thuộc cái dòng Awaji nè. Cái dòng này rất là hiếm sản phẩm nha, với cái màu men rất là đặc trưng và độc đáo. Đáy nó có truyện ký. Bên thân chỗ này nó có cái lỗ để các anh chị để cái thìa, cái muỗng á. Nó cao là 8.5, đường kính miệng là 6, đường kính thân là 11, mã sản phẩm H11 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình gốm mộc. Cái bình gốm mộc rất là đẹp. Cái bình này nó thuộc cái dòng Shigaraki đó anh chị, cùng với Bizen. Đây là một cái dòng gốm cổ, trong lịch sử hàng ngàn năm của mình thì những cái sản phẩm của những cái dòng gốm này nè, nó không có phủ men. Màu này là nhựa thông và tro than, trong cái quá trình nung gốm đó, nó tạo nên. Đây là cái chuyện nữa các chị, chuyện rất là đẹp nha. Màu sắc của Shigaraki thì nó nhìn nó khác so với Bizen, nó cao là 12, đường kính miệng của nó là 4.2, mà sản phẩm H12 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cha quan mùa hè. Cha quan này to, cha quan Celadon. Cha quan này to nha các chị. Đẹp. Men sen là đông, men rạng rất là đẹp luôn, men rạng. Men ngọc rạng này các chị. Kiểu rạng giống như băng, giống như vô số cái đó hoa hồng nó nằm cạnh và nó chồng lên nhau. Nhìn rất là độc đáo. Màu men rất là đẹp. Kiểu men rất là độc đáo. Đáy nó có chuyện ký nè. Cốt dày rất là nặng. Cao là 6.5, được kính 6, mã sản phẩm H13 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an đựng nước. Một cái an đựng nước ở trên bàn trà đó, rất là đẹp. An này cái phủ cái men màu rêu các anh chị, tôi thấy men phủ rất là độc đáo nè. Men phủ lên men luôn, một cái lớp men rêu dày nó phủ lên trên cái lớp men rêu xanh. Thân ngoài này nó được khắc giống như cỏ lao các anh chị, khắc thủ công. Đáy nó có truyện ký tay, cốt rất là nặng nha, cực kỳ nặng đấy. Nó cao 6, đường kính 14, xin lỗi, nó cao 7.5, đường kính 14, mã sản phẩm H14 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu bonsai. Một cái chậu bonsai gốm rất là đẹp các anh chị. Cái chậu này dáng rất là hay. Chậu này nó được nặng tay các anh chị. Vuốt tay đó. Ở đây chúng ta thấy những cái chân nó được. Nhìn cái dấu vuốt tay chúng ta thấy rất là độc đáo. Men rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp.
Cái này nó giống như cái chuyện nó nằm đây nè các anh chị, mà nó không có rõ. Những cái chậu bonsai Nhật thì nó rất được các anh chị mà chơi bonsai ưa chuộng, nó cao là 3.7, đường kính 8, mà sản phẩm H15 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái chai quan mùa hè rất là đẹp, chai quan gướng mộc này, nó thuộc cái dòng Seto, phủ men rất là độc đáo các anh chị. Men nó giống như tro than, nó tro của núi lửa mà nó nguội lại, cực kỳ độc đáo các anh chị, rất là độc đáo. Thường những cái này các anh chị không thể nào thấy được cái chuyện hết trơn, nó có chuyện thì các anh chị cũng không thấy, bởi vì á, men á, cái loại men này nè, nó sẽ phủ lên, cái chuyện nó nằm đây nè, giống như cái dòng mà Sino men tiết như các anh chị, chúng ta rất là khó thấy cái chuyện đấy. Cao 6, đường kính 14 năm, mã sản phẩm H16, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an Celadon xưa các chị, cái dòng này rất là đặc biệt, với cái kiểu men rạng rất là độc đáo, trong lòng nó vẽ hoa cúc, cúc đại đó, hoa cúc là quốc hoa của Nhật các chị. Đây chúng ta thấy cái kiểu men rạng cực kỳ đẹp, cái dòng này dòng xưa nha. Bên ngoài này cái men hoàng thổ, cái chậu này nó có rạn nha các anh chị, nhưng mà chúng ta thấy những cái dòng xưa này nè mà nó rạn thì nó không đáng kể. Cái dòng này nó giống như cái dòng mà trước đây shop có bán một hai lần, cái dạng chậu mà nó được bọc bằng cái đồng mạ bạc, là nó thuộc cái dòng gốm này nè các anh chị. Đây chúng ta thấy cái đường rạn cũ nè, đây hai cái đường rạn hai bên thân. Nhưng mà cái này các chị vẫn sử dụng bình thường, hoặc là các chị trưng bày rất là đẹp, nó cao 7.5, đường kính 19. Cái này bên ngoài nó đẹp hơn trên video nha. Mã sản phẩm H17 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tước men lam xưa. Số chị thì gọi là cái tước, các chị gọi là cái cổ bồng. Cái này rất là đẹp nha chị, men lam xưa. Dán rất là hay luôn á. Dòng này dòng lam xưa nè, lam rất là đẹp. Tước này bên ngoài nó chỗ này nè các chị, nó có vết mẻ chỗ này. Mẻ chỗ này. Ở đây nó có cái vết tóc cũ. Thân này nó cũng có cái vết tóc các anh chị đây. Rất là đẹp nha. Dòng này chuẩn xưa nha các anh chị. Dày nặng, nó cao là 10, đường kính 13, mã sản phẩm H18 giá 250k. Cái này các chị vẫn sử dụng bình thường, nó tóc chứ thật ra nó không có rỉ nước. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô xưa. Cái dòng này cái dòng xưa của Nhật nữa các chị, men lam rất là đẹp, họa tiết nó được vẽ tay, nó vẽ những cái ngôi nhà tranh rất là đẹp luôn, họa tiết được vẽ rất là đẹp. Nó cao là 4, đường kính 14, mã sản phẩm H19 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái sản phẩm thủ công rất là đẹp, nó còn nguyên hộp luôn. Trên này nó có cái giấy tay được dán vào đây nè các chị, này nghệ nhân họ vẽ tay cái truyện ký. Cái hộp thủ công, cái hộp này rất là đặc biệt các chị, nó kết hợp giữa hai cái loại hình thủ công. Đây. Cái nắp này nó bằng pháp lam các chị, cái nắp này là nó bằng pháp lam, tiếng Nhật gọi là shippo, tiếng Việt chúng ta gọi là pháp lam, cốt đồng như các chị. Cái này là cốt đồng được phủ men, nó trên này nó tạo hình cái hoa văn sóng nước. Chúng ta thấy những cái đường mà hoa văn này nè, nó được làm bằng những cái sợi đồng hoặc là những cái sợi bạc, sau đó nó mới phủ men lên, nhìn rất là hay. Cái phần này nó là từ một cái gỗ tre đó các chị, nó tạo hình cái tay cầm, nó sẽ hình một cái lá, chiếc lá tùng. Cái hộp này nó được làm bằng gỗ tre,
Và ở dưới này chúng ta thấy nó được đan, đan thủ công và nó phủ sơn mài. Ở dưới là một cái lớp gỗ rất là chắc chắn, rất là công phu nha. Cái nắp này các anh chị đậy đúng chiều nó mới vô nè. Các anh chị quay lại là đậy nó không vừa nữa không? Đậy đúng chiều. Nhật họ rất là kỳ công trong những cái sản phẩm thủ công các chị. Cao là 3.5. Nó dài là 11, mã sản phẩm là H20 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là hai cái tô men lam rất là đẹp các anh chị. Hai cái tô men lam rất là đẹp. Hai cái tô này á, trên thân nó vẽ hình cái chiếc thuyền bồm cùng với cái người mà phương Tây các anh chị. Thường chúng ta hay gặp cái hình ảnh này nè trên những cái gốm sứ hoặc văn hóa của Nhật. Cái này giống như một cái sự tri ân với các chị. Nó vẽ hình những cái chiếc thuyền mà trong cái giai đoạn mà người phương Tây đó họ tiếp xúc với người Nhật, và người Nhật họ đã kế thừa những cái phát minh cũng như là những cái kiến thức về khoa học của phương Tây để họ biến nước Nhật từ một cái đảo quốc nghèo nàn trở thành một cái cường quốc của châu Á nói riêng và của thế giới nói chung. Cho nên người Nhật họ giống như họ tri ân vậy. Này nó được vẽ tay. Cốt sứ rất là đẹp, cao là 8.5. Đường kính miệng 15, mã sản phẩm H22-21 giá 90k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ, sứ xương của Noritake. Cái dòng này là cái dòng cao cấp của Noritake anh chị. Họa tiết nó được vẽ rất là đẹp, và đặc biệt là chúng ta thấy cái vành nó được mạ vàng, và trên cái vành này nè nó chạm nổi hoa văn theo cái phong cách hoàng gia của châu Âu. Hoa văn nó được chạm nổi rất là đẹp, mạ vàng rất là dày nha các chị, lớp mạ vàng cực kỳ dày. Dĩa này rất là sang. Đây, Noritake, dòng này cái dòng cao cấp của Noritake. Các anh chị mà coi những trên những cái cửa hàng mà sứ nhập khẩu của Noritake ha, nó đắt khủng khiếp. Đường kính 26 năm, mã sản phẩm H22 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bức tranh hay là cái dĩa treo tường. Cái này thì gọi là tranh thì nó hợp hơn đó chị. Cái này nó bằng kim loại. Nên nó bằng kim loại nha các chị. Ở trên cái tranh này nè, nó vẽ hình những cái loài chim. Nó chạm nổi các chị, nó chạm nổi hình hoa và chim, những cái loài chim rất là đẹp. Cực kỳ đẹp các chị. Bên ngoài nhìn cái màu sắc nó đẹp hơn. Trong hình cái nó bị chá ánh sáng đèn, chúng ta thấy nó không có đẹp, độc đáo bằng ở ngoài. Rất là đẹp. Hoa và chim. Ở sau chúng ta thấy nó có cái móc để sỏi dây treo này. Cái này các chị treo trang trí như bức tranh này. Đường kính 20, mã sản phẩm H23 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu chống dính. Cái chậu chống dính. Chậu chống dính này của Nhật các chị, hàng nội địa của Nhật. Cái chậu này 20 cm, nó còn mới nguyên luôn. Cái này nấu bếp điện từ được các anh chị. Nó trên nó để nè, cái chậu này giống như nó 4 lớp á. Cái này là nó là hàng nội địa của Nhật, cho nên chúng ta thấy cái giấy nó toàn tiếng Nhật không à. Chảo này nó còn mới nguyên, còn mới nhãn luôn các chị, nhưng mà trong vận chuyển nè, nó để nó cắn cái chỗ này tí xíu chỗ này nè. Thì không ảnh hưởng gì cả. Giờ ở đây nó bị cắn đó, trong vận chuyển nó chốc cái sơn này thôi. Còn ở trong lòng là nó còn không có bị cái gì cả chị. Cái đường kính của nó là 20. Tổng cái chiều dài của nó là 37.5.
Mã sản phẩm là H24 giá 220k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình, một cái bình rượu các chị, bình bơm, cái bình rượu, cái bình này là các anh chị, bình bơm rượu này còn mới nguyên hộp luôn. Cái này nó còn mới nguyên hộp luôn các anh chị. Cái bình này mà đặc biệt nó bằng sứ nha. Bình này bằng sứ. Các anh chị khi chúng ta đổ rượu vào á, chúng ta nhấn xuống gì thì nước nó sẽ chảy ra. Cái bình này bằng sứ. Thường á, chúng ta rất là hiếm gặp bình sứ các anh chị, đa số là bình thủy tinh. Thường thường á chúng ta hay gặp là bình thủy tinh. Còn này là cái chất liệu nó bằng sứ luôn, sứ xương á. Đây, đáy là nó có cái chuyện luôn nè các chị. Một cái này của Đức luôn á. Mông chen nè các chị, mông chen nè. Này của Đức luôn á. Hiệu này hiệu của Đức, mông chen. Nó bán trong cái cửa hàng của Nhật nè. Lấy cái bình xuống đây này, nó cái này là nó 1 lít 8. Đây chúng ta thấy nè, nó 1 lít 8. Mã sản phẩm H25 giá 450k. Sản phẩm phẩm tiếp theo đó là một cái bình rượu bằng đồng xưa các anh chị, rất là đẹp. Bình rượu bằng đồng xưa, cái bình này là nó được gò thủ công nha các anh chị. Cái bình này nè, là toàn bộ cái bình này nó được gò tay thủ công. Từ một cái miếng đồng á, nghệ nhân họ sẽ gò. Cái đáy thì họ ráp vào. Toàn bộ này nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Chứ không phải bình đúc nha các anh chị, nó được gò tay. Từ một cái miếng đồng nghệ nhân họ sẽ gò ra cái sản phẩm này, nó đòi hỏi vô cùng kỳ công. Bình rất là đẹp các anh chị. Đây. Chỗ cái nắp này có thể là do cái trước đây nó bị sứt ra các anh chị. Cái tán này là cái tán mới, nhưng mà cái nắp là nắp cũ, cái nắp là của nó. Nhưng mà có thể là chỗ cái phần tán này nè, là được cái chủ nhân trước họ làm lại để cho nó chắc chắn. Nó cao là 18 năm. Nó rộng, đường kính đáy của nó là 11. Đường kính miệng của nó là 4.5. Mã sản phẩm H26 giá 450k. Bình này chắc nó cỡ nửa lít rồi các anh chị. 500ml. 500ml. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình trà. Một cái bình trà to. Bình này là cái bình dáng cao. Cái bình này nó mang cái phong cách cổ điển của châu Âu. Cái bình này là cái bình sứ của châu Âu các anh chị. Cái bình này, cái hiệu này cũng của châu Âu chứ không phải bình của Nhật nha. Bình này rất là đẹp. Trên thân nó quẹ vẽ cái họa tiết dây nho. Cái bình này bên ngoài rất là cao nha, rất là to nha các anh chị. Số phải để máy size như thế này nè. Cái bình này nó khoảng 1,5 lít á. Rất là to luôn. Cực kỳ to á. Đây chúng ta lấy cái lọc nè. Lọc sứ nha. Gold China có nghĩa là sứ vàng, tức là sứ tốt đó các chị. Gold là vàng đó. Cái hiệu này là cái hiệu Harvest. Hiệu này là hiệu của châu Âu chứ không phải của Nhật. Ta biết dòng châu Âu thì nó đắt hơn. Vành nó mạ bạc. Tổng chiều cao mà tới nắp của nó luôn đó các chị là 23 năm. Đường kính miệng 8. Vòng thân là 37. Mã sản phẩm H27 giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái nồi men các anh chị. Cái nồi men. Cái nồi này gọi đúng là cái nồi kim loại tráng men. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất là được các anh chị mà săn tìm. Cái này là cái hàng nội địa của Nhật các anh chị. Đây nó có cái hiệu đây rồi. Thường những cái này thì cái hiệu nó dán thôi các anh chị. Đây. Hàng nội địa cho nên cái dán là tiếng Nhật thôi các anh chị. Hồi này còn mới nha, mới nguyên, nó chỉ mắc cái hộp thôi các anh chị. Thường thường những cái hộp này cho vào cái mùa mưa
vào cái mùa mưa mà vận chuyển là nó rách hết rồi. Cái nắp này là cái nắp men đồng bộ nha các anh chị. Chúng ta thấy những cái nồi nắp men thì nó sẽ là cái nồi cao cấp hơn những cái nồi mà nắp nắp kính nha. Cái nắp này nó nặng khủng khiếp, và cái nồi này cũng vậy các anh chị, nó nặng khủng khiếp. Cái nồi này là cái đáy này nó không biết liên từ được các anh chị. Lúc trước trước đây thời gian shop có bán cái nồi mà cái nồi thương hiệu của Pháp, cũng là cái nồi men này nè các anh chị, đáy nó cũng phủ cái men đen này nè, là nó còn hợp. Còn cái nồi này vẫn là cái nồi mới nhưng mà nó không còn hợp. Nồi này bên ngoài nó đẹp hơn trên video, rất là đẹp nha. Cái nồi mà chất lượng hay không các anh chị cầm lên nó nặng á, là các anh chị biết liền, rất là nặng. Cái nồi này những anh chị mà xài nồi rất là thích nè, khi mà các anh chị nấu nấu canh hay là các chị hầm đó, khi mà các anh chị nấu xong các anh chị đậy nắp này lại tắt lửa thì nó giống như nó giữ cái nhiệt độ và cái áp suất rất là cao, nó làm cho thịt nó mềm. Cái nồi này đường kính của nó là 20, nồi này như là tương đương như là 3 lít đó các anh chị. Mã sản phẩm là H28, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái nồi sứ. Cái nồi men đó là nó được nấu lực trên tất cả những cái loại bếp nha. Nồi này nó còn còn cái nồi sứ này nó còn mới nguyên hộp các chị. Cái nồi thì là cái nồi toàn bộ bằng sứ luôn. Đây nó còn cái giấy. À, cái nồi này là của Narumi. Đấy rồi, đây cái giấy của Narumi nè, Narumi China có nghĩa là sứ Narumi. Đây. Cái nồi này các chị có thể nấu được trong cái lò vi sóng. Còn bộ cái nồi này nó bằng sứ các anh chị. Sứ thì nó an toàn tuyệt đối cho sức khỏe luôn, giống như những cái nồi tráng men cũng vậy đó, là khi các anh chị nấu những cái nồi tráng men đó thì nó sẽ ngăn cái sự tiếp xúc giữa những cái hóa chất có trong cái nước nấu của chúng ta đó, nó tiếp xúc trực tiếp với kim loại, cho nên nó sẽ không đảm bảo cái sức khỏe cho chúng ta so với những cái nồi kim loại thông thường, và nồi sứ cũng vậy các anh chị. Cái nồi sứ này thì cái điểm trừ duy nhất của nồi sứ này là nó không có nấu được trực tiếp trên cái bếp điện từ, nó nấu được trên bếp ga bếp hồng ngoại. Nhưng mà shop nghe đó, một số anh chị sử dụng rồi đó, nói hiện tại ở siêu thị Việt Nam chúng ta, những cái siêu thị điện máy á, nó có một cái tấm tản nhiệt để trên cái bếp điện từ, là các anh chị có thể nấu được tất cả những cái loại nồi, ngay cả nồi đất cũng nấu được luôn. Nồi này nó còn mới nguyên các chị, trên thân nó vẽ rất là đẹp. Đây, cái thương hiệu của Narumi, nhưng mà cái nồi này là cái nồi giống như nồi nội địa, cho nên nó thương hiệu nó chỉ có tiếng Nhật thôi. Rất là đẹp nha các chị, nồi rất là hiếm gặp, mà cái nồi sứ mà nó đẹp như thế này. Nó cao 9, đường kính ngoài của nó là 22 năm, nhưng mà thật ra trong lòng nó là 20, tính luôn tới quay đó là 26. Nồi này nó khoảng cũng khoảng 3 lít đó các anh chị. Mã sản phẩm là H, nó 3 lít đó. Mã sản phẩm là H29, giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng Phật bằng hợp kim các chị. Tượng này tượng bằng hợp kim, nó cái tượng Phật này bằng hợp kim, và tượng này được phủ cái lớp sơn màu giống như cái đồng mà nó lên ten vậy đó các chị, giống như đồng lên ten vậy đó. Đây là tượng của Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát. Tượng đúc rất là đẹp các chị, mềm mại sống động. Rất đẹp nha, tượng này cũng tương đối to đó, so với những cái tượng của Nhật. Thường thường thì tượng của Nhật họ làm không có lớn đâu các chị, nhỏ nhỏ. Bởi vì trong cái không gian của người Nhật thì thường đa số họ để nhỏ nhỏ mà. Cái tượng này gọi là tượng to rồi.
rất là sống động, nhìn rất là hay. Chúng ta thấy từ cái nếp áo nè, cánh tay làm rất là sống động. Ta thấy bàn chân nè, làm rất là đẹp. Thường mà vẽ hoặc là điêu khắc hay là đúc tượng, chúng ta thấy khó nhất là bàn tay, bàn chân đó. Rất là đẹp. Thấy từng cái nếp áo nè, nhìn mềm mại rất là đẹp. Tượng này phía sau này có cái chữ ký của nghệ nhân được điêu khắc đó, âm vào trong cái cốt nha. Tượng này rất là nặng anh chị. Hợp kim là có lợi thế là sẽ không bị oxy hóa. Thường những cái tượng mà của Nhật á, họ sử dụng hợp kim nhiều hơn các chị, bởi vì hợp kim, cái lợi thế của hợp kim á là nó không bị oxy hóa, nó không bị ten, không bị rỉ. Tượng đồng thì sẽ bị ten, còn tượng sắt thì bị rỉ, còn cái này hợp kim là nó không bị oxy hóa các chị. Cao là 20. Đường kính là 10.5, mã sản phẩm là H30, giá 850k. Chuyên bán hàng có ngày 18 tháng 10, đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.